Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 5 căn nhà mới nhất cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài. Cụ thể thì rất là gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa. Và 5 căn nhà này thì hoàn thiện xong hết rồi. Theo đúng như hiện trạng là có thể dọn đồ về ở ngay. Sổ đỏ vuông và 5 căn đường ngõ thực tế trước nhà như trên video Ngọc Ánh quay và review. Hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích từ 30 cho tới 35m2 quý vị nhé. Đây, 1, 2, 3, 4 và 5 căn, 5 cuốn sổ đỏ riêng biệt, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Với 5 căn nhà này, ngõ không phải là ngõ thông, tuy nhiên ưu điểm nó lại là ngõ nông. Mọi người ạ, gần với lại đường ô tô đi lại. 5 căn nhà này thì thiết kế có 3 căn là thiết kế một kiểu và 2 căn thiết kế một kiểu. Với 3 căn này thì là thiết kế ở bên ngoài là hai lớp cửa. Còn 2 căn ngoài này thì là thiết kế cửa cuốn điện mọi người nhá. Với 2 cái căn nhà này thì Ngọc sẽ chia sẻ luôn có cái căn nhà này mọi người ạ. Đây, thực tế nhá, là căn này ô tô vào tận trong nhà được. Đây là chia sẻ cá nhân Ngọc Ánh, ô tô vào được tận nhà. Đó, có cái căn nhà này thì cái ưu điểm của nó là như vậy. Và với cái 5 căn nhà này thì Ngọc sẽ quay và review cho quý vị một căn nhà đầu tiên này cho quý vị nhé. Đây, 2 căn nhà này thiết kế giống hệt nhau và 3 căn nhà kia thiết kế khác nhau, thì 3 căn nhà kia Ngọc sẽ làm một cái video khác để gửi tới cho quý vị. Còn 2 căn nhà này thì Ngọc sẽ quay review cho quý vị căn nhà đầu tiên này. Với hướng nhà là hướng Tây Nam, sổ đỏ chuẩn chỉnh, vị trí Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, gần với lại trường đại học Fenica, gần với lại cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với lại trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông. Từ vị trí này quý vị đi làm thuận tiện ở đâu ạ? Thứ nhất, quý vị đi làm ở Hà Đông. Thứ hai, quý vị đi làm ở Chương Mỹ. Thứ ba, quý vị đi làm ở Hoài Đức. Rất là hợp lý bởi vì cái vị trí này đổ ra các ngả đều rất là ok quý vị nhé. Mời theo em vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì chủ nhà có tặng cho mình nội thất. Đây là phần phía dưới tầng 1 mà nội thất chủ nhà tặng cho mình, một bộ bàn ghế này. Gỗ ở đây là gỗ sồi mọi người ạ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Căn nhà này hoàn thiện, hoàn chỉnh xong hết rồi, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Với dự án 5 căn nhà này thì giá bán căn thấp nhất là 2 tỷ 850 triệu đồng và cũng là căn Ngọc Ánh đang quay, 2 tỷ 850 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và với những cái lãi suất cũng như là những ngân hàng uy tín nhất đến từ ví dụ như bên BIDV này, PC Bank này, Liên Việt Post mọi người nhé. Đây là cái phần không gian phòng khách. Với này Ngọc Ánh sẽ chia sẻ thêm một chút, với 5 căn nhà này ấy, thì ở đây nó có một cái cổng riêng đó. Và có một nhà dân ở đây nữa mọi người ạ. Thì là chỉ tính ra ấy, có 6 căn nhà sử dụng một cái cổng riêng, một cái ngõ riêng này thôi. Rất là hợp lý, đi ra đi vào đóng cổng rất là an toàn, an ninh. Đó, đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Với không gian phòng bếp, bếp đây mọi người ơi, với không gian khá là ấm cúng, nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý với cái diện tích 30m2 thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rất là nhiều video rồi, nó không thể nào chia phòng khách riêng hẳn và phòng bếp riêng hẳn được mà đa phần nó thông nhau như thế này. Thì đây là cái phần không gian phòng bếp. Với phòng bếp thì xung quanh bếp là ốp gạch ốp bếp và cái ở đây mặt bếp thì ốp đá granite. Và với cái tủ bếp thiết kế ở đây đầy đủ cho mình là tủ gỗ MDF lõi xanh, độ bền khoảng tầm 8 đến 12 năm mọi người ạ. Rất là hợp lý, sau đó thì quý vị có thể thay đổi theo ý của mình. Còn với cái tông màu bếp thì cũng rất là trẻ trung, tinh tế, màu trắng, màu nâu. Và với cái phần sơn chủ đạo của ngôi nhà cũng là màu trắng. Phần gạch lát nền thì gạch đá màu sáng, cho nên là vào trong không gian nhỏ, tuy diện tích nó bé nhưng mà thiết kế công năng hợp lý, hài hòa. Đây là cái bàn ăn ở không gian phòng bếp mọi người ơi. Đây ạ, đây là cái không gian bàn ăn mà chủ nhà có thiết kế tặng cho khách hàng luôn. Kia là phòng khách, đây là phòng bếp. Và đây là phần phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1. Đây. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đó. Căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Nam, giá bán 2 tỷ 850 triệu. Và như cái căn nhà này quý vị có thể vay tối đa tầm 1 tỷ 500 triệu tiền ngân hàng mọi người nhé. Đó. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế toàn bộ là gỗ.
rồi là cái phần ngăn cách giữa phần phòng khách, cửa chính và phần cầu thang ở đây có một cái vách CNC. Quan trọng nhất, trong tất cả các video Ngọc Ánh đều chia sẻ với mọi người giá bán công khai, review cụ thể chi tiết đường hướng giá, vị trí cũng như là giá bán cam kết 100% từ nhà tốt tới tay khách hàng. 100% giá bán là giá thật từ chủ đầu tư có thương lượng với khách hàng thiện chí sau khi mà quý vị đi xem nhà nhé. Sau đây mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với cái ngôi nhà này thiết kế 5 tầng hợp lý, công năng sử dụng ra sao ạ? Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà, mỗi một tầng thiết kế một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là phòng ngủ đầu tiên ở phía tầng 2. Và phòng ngủ này thì chủ nhà có tặng cho mình nội thất ở phía bên trong căn phòng. Đầy tủ ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong căn phòng. Cửa sổ thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện, đảm bảo cái tính an toàn cũng như là cái độ thẩm mỹ cho không gian phòng, cũng như ánh sáng ngập tràn ánh. Đây là ánh sáng tự nhiên và hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Với cái phần phòng ngủ thì được thiết kế sàn gỗ, và ở đây thì chủ nhà có tặng cho mình ở đây bàn phấn này, giường tủ này, táp đầu giường. Với cái giường này thì là cũng là gỗ MDF mọi người nha. Và cái kích thước giường ở đây thì là 1m8 2m. Thiết kế đây, công năng khá là hợp lý, hoàn hảo. Giá bán 2.850.000.000 cho một căn nhà, cả nhà và đất sổ đỏ đầy đủ, giấy phép xây dựng đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Riêng về phần pháp lý thì quý vị hoàn toàn yên tâm nhé. Đây là phần tủ quần áo cũng được lắp đặt tặng sẵn cho quý vị rồi đó. Và quý vị có việc về ở ngay thôi, táp đầu giường đây, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Tầng 2, tầng 3 thiết kế giống hệt nhau quý vị nha. Cho nên với cái căn nhà này thiết kế được 3 phòng ngủ riêng biệt, 4 phòng vệ sinh, tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Cửa thông phòng và cửa nhà vệ sinh là một, thiết kế đều chất liệu là nhôm hệ Việt Pháp. Và đây là phần phòng vệ sinh ở phía bên ngoài, cầu thang đi lên, phòng vệ sinh ở đây, phòng ngủ ở kia, rất là hợp lý mọi người nha. Có một số nhà ấy, thì theo cái khổ đất chủ đầu tư thiết kế là nhà vệ sinh ở phía bên trong, tuy nhiên với cái căn nhà này thì chủ đầu tư lại thiết kế ở phía bên ngoài cho mình. Cái công năng sử dụng thì vẫn cứ là đầy đủ chi tiết về cái những cái thiết bị vệ sinh ở phía bên trong, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng. Đó, thì ở dưới tầng 1 rồi. Đây là lavabo, đầy đủ công năng cho mình sử dụng. Và đây là phía tầng 4 của ngôi nhà. Trên tầng 4 có một cái ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và đây là cái phần để máy giặt riêng quý vị nhé. Đây, máy giặt cũng như là cái chỗ phơi phóng riêng, rất là hợp lý, nhỏ nhắn, xinh xắn, đáp ứng đúng cái tiêu chí sử dụng của một hộ gia đình, công năng sử dụng vừa phải. Đó. Và tầng 4 này thì thiết kế ở đây cho mình một phòng thờ, cũng như ở đây thiết kế thêm một phòng ngủ phụ nữa, rất là hợp lý. Như vậy với căn nhà 4 tầng này cũng được thiết kế 3 phòng ngủ riêng. Còn đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Đây là một phòng tiếp theo hướng ra phía mặt ngõ. Này, cho quý vị có thể ngắm nghía. Căn nhà 4 tầng cả nhà và đất giá 2.850.000.000, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Vị trí ở cuối khu đô thị Đô Nghĩa, giáp với lại đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, xin vui lòng liên hệ với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888 0414444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.